Dũng lọ vôi khiến hàng nghìn người suýt xoa khi ôm hôn bà Phương Hằng cái chóc ngay trên sân khấu. Bất ngờ nhất là sau phần giải đáp thắc mắc, ông Huỳnh Uy Dũng đã tận tay trao tặng vợ một bó hoa tươi thể hiện cho lời cảm ơn. Cả hai vừa có những khoảnh khắc ngọt ngào trên sân khấu, đây có lẽ là lần đầu tiên ông Dũng hôn vợ trước mặt công chúng và báo giới. Sự kiện mừng ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3 kết hợp trả lời truyền thông, báo chí của nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, người vợ đại gia nước tiếng của ông Huỳnh Uy Dũng hay còn được gọi là Dũng lò vôi, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người. Tại buổi tiệc này, vợ chồng nhà ông chủ khu du lịch Đại Nam dành hết sự ưu ái cho khách đến. Nhận câu hỏi từ MC, vợ chồng ông Dũng đã thẳng thắn giải đáp những thắc mắc xoay quanh lùn xùn có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Phương Hằng cũng dành nhiều lời nhắn nhủ đến cánh đàn ông nhân ngày quốc tế phụ nữ. Bà Hằng và ông Dũng lò vôi trả lời câu hỏi của báo chí. Được biết hiện tại, trên mạng xã hội bà Hằng cũng nhận được sự ủng hộ của phần đông những người phụ nữ, ai nấy đều lấy những phương châm sống của bà làm điểm tựa, có lẽ chính vì điều này mà vợ chồng bà thể hiện sự yêu thương ngay trên sân khấu, như một cách đáp lại tình cảm của công chúng. Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người, ông Huỳnh Uy Dũng đã tận tay trao tặng vợ một bó hoa, đồng thời lần đầu tiên ôm hôn vợ trước mặt đông đảo quan khách. Rất nhiều người đã vỗ tay chúc mừng, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Theo đó, sự kiện này của nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng diễn ra trong khuôn viên khu du lịch Đại Nam, Bình Dương, với sự tham gia của hơn 1.000 người. Chất lượng tiệc được phục vụ theo cung cách nhà hàng 5 sao, toàn bộ hoa trang trí cổng tiệc là hoa hồng tươi với lượng nhân sự an ninh, phục vụ đông đảo. Buổi tiệc khiến nhiều người trầm trồ vì độ chịu chơi của bà chủ khu du lịch Đại Nam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.